Phương về ăn cơm rồi á? À? Câu thiếu tiếng này này thì về ăn cơm. Không. Giờ này trương bụng rồi. Không nào ăn. Đây bên này là hồ VIP. Bảo ông Phương ông đâu rồi, ông ấy chạy mẹ ăn mất rồi. Sáng nay vào đông lắm. Ủa cây mai tử quý đẹp thế nhỉ. Hôm qua em hùng mấy hôm nay em hùng mấy cả con cái thủy nó lại giận hờn vu vơ đây. Đẹp không? Hết khuyên rồi à? Nghỉ rồi. Mẹ thế nào thế là vắng thế. Nghỉ rồi. Chiều nay bán cây mộc này nhở. Mày cứ rủ đợi anh 5 phút thôi. Đợi anh 5 phút đây. 5 phút làm gì? Mẹ đang nói chuyện Khương Tử Nha tại sao phải có anh Phương ở đây này. Thì anh mới giải thích là tại sao anh ấy lại nghiện câu. Anh Phương về rồi. Phương về rồi à? Hết khuyên rồi à? Hết rồi. Chiều mới có. Chiều mấy giờ có khuyên? Chiều ăn cơm xong là ở đây. Thế câu hồ thường à? Không, mày. Thế đây này, câu cá là chờ lô đây này. Chờ đến giờ đánh lô đây này. Thôi đi ăn đi. Câu gì đâu, có biết câu đâu. Chưa đến mức tầm nghiện. Có ông kia kiểu ông nghiện kìa. Mẹ bán cây mộc là cứ phải bỏ vào con nợ là 500 nghìn để đi ra câu. Mình rất tò mò nhá. Mình bảo là hay là cái việc câu này nó có dính dáng một tí thiền, cho nên người ta mới nghiện. Nhưng mà hóa ra không phải đâu. Cây mộc ấy hơn 20. Tôi sợ là sóng nó. Anh Phương ơi, em có một điều rất là khó hiểu là tại sao anh lại cứ thích câu nhỉ? Hả? Ui dồi ôi. Em không biết, cháu không biết mà. Kỳ ngầu ăn cơm ở đây này. Ô hôm nay về dễ về 18 lắm đây này. Đã thế sáng nay đã câu được cái gì chưa? 4 con khuyên tổng khuyên bao nhiêu? 4 triệu cơ à? Ơ thế hôm nay ăn ra à? Hôm nay ăn ra 2k là có 1,7 triệu đúng không? Ơ thế ăn ra thế này thì chết thật. Hôm nay lại ăn ra. Đấy bao giờ chả thế. Hôm nào câu mà lỗ là không ai biết đâu. Nhưng mà hôm nào câu mà lãi là cả làng biết. Đăng lên cả Facebook viết các kiểu câu con cá to vượt vã. Nhưng hôm nào mà mẹ mất 200 nhưng mà chả câu được con nào là chả ai biết. Đấy, chúng lô phát là cả làng biết. Nhưng mà trượt lô là tôi một mình ta với lỗi buồn thôi. Gian díu díu mà mờ đấy, kiểu đấy. Kiểu đấy. Mẹ ông nào câu được con cá mà phát là đăng Facebook, đăng viết các kiểu. Cứ lên đi nói cho cá nó thấy hay thì có tí đạo lý là nó còn vào chứ nhỉ. Đây là để tìm hiểu xem tại sao các ông lại nghiện câu. Đông lắm. Đây là hồ thường. Bên này là 200 nghìn một ca 5 tiếng. Bên này hồ VIP à? Ừ, hồ thường bên này à? Ơ thế bên này hồ VIP này. Hôm nay đây là mô hình kiếm tiền tỷ mỗi năm này, quên mất. 1,7 triệu 900 một ca 1, 2, 3, 4. Các ông đếm sinh mạng ra tiền này. Không tính cái ông ngồi kia nhá. Ông là xem như mình thôi, không mất tiền. Gọi là xem chùa đấy. Có tí ngồi thiền ở trong cái đạo lý này này. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 23 cân à? Ơ kinh quá nhỉ. Đây là cũng lại ủ mưu đấy, đấy. Đi câu như này nhưng mà khi nào mà tao có tiền là tao mở hồ câu để tao chăn gà đấy. Đây là ủ mưu đấy, cho nên là biết hết. Biết hết bao cân. Mỗi ca là 900. 900. 900 mà nhân 23 là được bao nhiêu nhỉ? Cứ tính là tròn 1 triệu đi. Là được 23 triệu cơ à? 23 triệu nhưng hôm nay tiền khuyên cũng ghê phết đấy. Bao nhiêu tiền khuyên hôm qua đấy? 250 triệu tiền khuyên. 250 triệu tiền khuyên. Hôm nay đã lên 4 triệu rồi. Hôm nay lên 4 triệu à? Đúng rồi. Sáng nhưng mà sáng nay hình như hết khuyên à? Con thằng Năm nó lừa đảo để nó bắt mình đi ăn cơm rang. Nó bảo là chiều nay mới có. Thế nào bên này đông thế? Bên kia bên này lại có mấy mấy ông. Hôm nay đây đang là câu khuyên các ông ạ.
Ông ở gần ra câu cho vui. Nhớ mang tiền mặt đấy nhá. Ở đây không câu xong ký nợ đâu. Câu xong đến hôm sau mới giả. Câu được không trừ. Câu khuyên được không trừ. Đấy. Dần dần mình nghiện cái trò này là cũng vui đấy. Ê anh Hùng, anh cũng xem. Chờ có đạo lý gì. Đang chờ gọi là câu cá, Khương Tử Nha câu cá gọi lưới thẳng để chờ thời. Anh Phương anh ngồi đây câu để mai sau rồi mọc nó lên giá tiếp để con bán. Buồn đấy nhỉ. Con đằng kia nó cứ lừa mình, nó bảo chiều nay mới có khuyên. Đi ăn cơm ràng. Thế mẹ đi ở con vội vàng đây này. Sáng nay à trời, lúc đi lên đây này. Bảo hứa mấy anh Phương là live stream anh ấy câu con cá. Biết đâu cái vía của mình hợp. Sáng nay câu được bao nhiêu con rồi? Câu như này nói chung là không khác gì chúng ta đi chăn kiến đâu mà. Không biết bao giờ kiến nó đánh nhau. Mà xem. 23 cân. Dần dần mà mẹ xem nhiều anh em câu như này rồi dần dần lại nghiện là bỏ mẹ. Một người gọi vào nhá. Đâu vừa nãy tôi đóng 300 mà đi vào. Đóng rồi. Tốn phết đấy, cái trò này tốn phết đấy. Bò húc xong rồi cơm nước thì có chịu ăn uống gì đâu. Vừa chơi quán này anh. Ừ, anh đang... Cái trò này nó nói chung là nó cũng không tốn bằng chơi gôn. Tại sao mình có điều kiện lại đi cứ chơi gôn nữa thì bỏ mẹ hư hỏng. Con cháu đi cháu sợ rồi. Bất tử rồi. Thứ bảy khai trường. Đáng nhẽ cái câu khuyên này khéo phải đến cuối tuần thì nó mới đông nhỉ. Bảo sáng nay đông lắm à? Chưa lại uống rượu anh gần 30 cân cơ. Gần 30 cân á, thế thêm có 7 người. 7 người chắc là khán giả ai họ hàng đi cho vui. Đấy. Đéo được gì? Cá nó vào nó bình luận cho vui chứ nó có cắn đầu. Xem cho nó đông mắt đi. Làm ca chứ anh nhỉ? Anh tầm này đang mồm mũi thanh chen nhau thở. Như kiểu là cũng hơi ít nước hay sao nhỉ? Cái hồ này. Sợ nói là cái chuyện ít nước là chắc là người chủ hồ là thải ít nước, không sợ anh Phương anh không biết bơi. Nó làm điếu thuốc cho nó vui cửa vui nhà cái nào. Ui, này cẩn thận nó rơi vào đầu em là hẹo thì này. Đánh cần 7 mét 2 mới đánh. Vậy xa tay này. Vậy xa tay ra xem nào. Không sợ đâu, cứ ra ngoài đi. Khai khéo hồ câu này bây giờ là phải cho một cái chân những ông vẩy như này này. Mình nhận 200 nghìn là đi vẩy cho các được 200. Chỉ có ăn mới vẩy thôi. Vẩy cuối cùng vẩy ra cần mình thì chả vẩy, toàn vẩy sang cần hàng xóm thôi. Vừa thả 250 triệu tiền khuyên đấy. Mini game là tổng là có 11 người nhá anh nhá. Bạn đọc những cái số người chơi nhé. Đọc này rồi đấy. Đọc tên rồi đấy. Mà ngày xưa mà cái trang của mình ngày xưa nhỉ, tháng 6 đến tháng 7 nhỉ. Mình mà vào thì nữa. Phát một phát thì đông. TikTok sáng nay con cái thủy đó lại làm cho đăng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng cộng điếc gì ấy. Hình như là cái sóng này. Nó lại rủ đi ăn cơm đấy, kệ nó. Nó bảo chiều nay nó mới câu khuyên. Đi gọi cái gì không. Để xem nào. Nhịn gì, mỗi người phải dành thời gian ra em 30 phút tí đó. Còn nói về chuyện trồng mọc, mô hình kiếm tiền tỷ mỗi năm rồi này. Bây giờ đã không chuyên mục bán hàng rồi, phải cống hiến chứ. Có mỗi bữa cơm cũng lại. Chưa thấy cái chống cần của chú à? Không thấy chú ạ. Hôm cuối cùng người nhìn thấy là hôm đầu tư ác hết đấy. Mới là nó chống cái cần ý. Vừa mới cùng. Hình như cần này cần chung đúng không?
Ấy, anh còn thằng Năm nữa. Nháy cái gì? Đi đi. Thôi Năm ơi, đi đi. Ăn uống gì đâu? Gì? Cái gì? Hôm nào gọi nó bảo bây giờ còn mỗi màu đỏ. Không. Không gọi nữa. Đi đi. Không hết pin của anh. Ăn uống thì có ra cái gì đâu. Tối có con cái mới ăn một thể. Một ngày bây giờ chỉ ăn một bữa thôi. Đấy, thằng cái nó đi rồi. Ngày bây giờ chỉ ăn mỗi bữa. Uống cà phê thì rất là nhiều. Và sáng nay còn đông nữa. Cần mấy triệu bạc. Mà là sáng nay nó lạnh. Đông thì có bảy thêm 7 cần chứ mấy. Để em gọi họ hàng ra cho nó đông nữa. Tưởng chiều nay nó ấy. Nhưng mà thực ra câu khuyên như này nhá. Mà phải câu vào cuối tuần. Hay là ngày nghỉ lễ nghỉ niếc. Đây này, vào đúng vào thứ năm. Nó đã tổ chức những cái bốc bát họ như này thì tưởng là Loan Tấn. Học trèo mới Loan Tấn. À, họ tên giống nhau thế nhỉ? Giờ anh em đang sốt trà như thế thì mà không ấy. Trà đang sốt à? Trà đang sốt. Trà đang sốt nhưng mà ở đây ít. Kể cả Văn Giang mình thế, toàn ở trên Phụng Công thì có một ít thôi. Nó không đông đảo như Mộc Hương mấy cả Mẫu Đơn mấy cả Hoa Hồng. Mình có trò, mình nói. Bạn đẹp thế gì cơ? VIP nhất hồ. Đây thì cần gì phải ghi con cho lại anh em nó còn biết cái số là. Không, mình tôi ghi vào đây để tôi ấy. Duy móm này không chơi à? Không đánh à? Có. Đánh nó ngâu cần đâu. Cảnh nhé, cũng cần vào cảnh nhé. Cảnh ôm á. Cảnh ôm hộ á. Vâng. Ra ngồi để anh đi ngủ. Đi con mẹ sáng 4 giờ chưa được ngủ. 4 giờ đã dậy rồi. Ở trong trong cái trò câu này nó có cái trò đốt vía không nhỉ? Sao Phương cứ ngồi ị thế thằng cụ ra thế này. ngồi mòn hết cả da mông rồi mà mở cá vẫn không thèm vào, ơi bị khinh thường đấy. Nói câu như này nói chung là đầu thai kiếp sau là ấm ngửa là biết quy tắc của câu đấy, gọi là có cái duyên kiếp trước. Sáng nay câu được 4 con này. Ơ cái trò này mà anh em chúng nó ở trong cái hội câu nhá, mà chúng nó câu xong rồi chúng nó còn thả cá đi. Không, nhiều người không hiểu thì lại bảo là tại sao lại đi câu lại thả cá đi. Đôi khi cái trò câu này cũng chưa không hiểu hết đâu. Bao nhiêu người xem rồi? Có 24 người, ngày xưa ở đông. Nhưng mà ở cái TikTok cũng đông. TikTok đâu? TikTok kia mà mình phát là còn đông hơn thế này. Đấy, Quảng Lâm lại gọi nháy ấy. Cái TikTok kia là đông hơn cái này, nhưng hôm nay bị cấm phát rồi. Ngày mai thì mới hết. À, con thằng Tiến nó gọi cái mẹ gì đấy. Tiến gọi gì đây, Tiến này? Hả? Cái ban mà đang nở rộ ấy là ban đéo gì đây? Nó không phải ban trắng hay ban hồng à? Không phải ban Tây Bắc. Ruộng gần ruộng mộc đánh rồi ấy. Gần ruộng mẫu đơn của thằng Việt Anh ấy. Đây ban Tây Bắc. À, đấy là ban Tây Bắc à? À, cái ban kia là ban Hoàng Hậu à? Ban tím là ban Hoàng Hậu à? Thế bà ban Tây Bắc cái bao tiền đây? À, 1 triệu 1 cây. Ôi, rẻ thế nhỉ? Tí ra tớ phát cho nhá. Cây nào cứ to nhất là lấy à? Cây to là 1 triệu 2. Ôi, địt mẹ lại tăng giá rồi con mẹ thằng này. Nhưng mà cũng 2 là cây 2 thôi. Nó cây to, nó cấp cả 1 triệu. Ừ, rồi. Thế mày gọi tao có việc gì đây? Tại sao lại rồng đến nhà tôm thế này?
Từ từ, còn đang câu cá để phân tích là tại sao mà ông Phương ông ấy nghiện sớm, nghiện ấy đây, ra đây gõ mõ tụng kinh để ông ấy hoàn lương nhưng mà cũng không được đây này. Ông này dẫn mình vào con đường gọi là nghiện câu rồi đây này. Từ từ tí nữa tao ra. Nghiện câu hơn nghiện gái. Nghiện câu. Bảo ra quay mộc, nhưng mà tí nữa chắc chắn sẽ có một bài tôi sẽ quay mộc cho mọi người từ cây cây mới trồng đến cây 3-4-5 hàng thoát thân mấy cả cây cây hơn chục à, bụi nữa cơ. Cẩn thận lại móc vào mồm mình cơ, thả xuống thì lại chết. Không khác gì thằng em thế nào đúng không? Để cho vài con lên bờ thì mới đi được. Nôi cần nùi lại. Rồi. Bán cả cà phê, bò húc rồi các thể loại. Thế này là tốn kém lắm đấy. Mới có tháng rồi không đi câu mà đã thế này rồi thì. Và phải đi vào chuyên nghiệp. Hồ câu phải có một ông gọi là chuyên vẩy, vẩy cám. Quánh chấm ở khu vực liên tục tục này. Mùi mùi. Nhưng mà có bóp đi đâu. Có bóp đi đâu. Kéo cần anh xem nào. Kéo ốc lên xem nào. Không. Câu cá xong rồi trộn với thuốc bắc. À câu câu bằng ốc. Ốc trộn thuốc bắc. Nắm trò nhỉ. Ôi thiếu mỗi trò đốt ví ốc này nữa thôi. Ốc trộn thuốc bắc à? Đây là câu chấm đen này anh Phương. Mồi câu ốc. Xong rồi trộn thuốc bắc. À, mẹ cá còn ăn ngon hơn mình. Thế mà nó chả chịu cắn cho cái này. Chết rồi sao được? Tại tao cũng bảo chết, móc xuống dưới nước nó vẫn bò ngoài ngoảy. Móc có một cái lưỡi xong thả cái chậu nước này. Đấy. Đấy nó vẫn bò. Câu tố nào? 2K. 2 chậu. Đũa dùng một lần. Xong lại còn cái trò là cái này nữa này. Ốc dâm ngồi đâu? Vương. Ồ thế thì cá cắn cái gì? Biết ngay mà Khương Tử Nha mà. Khương Tử Nha câu cá này còn không có mồi thế này thì thiếu cái trò lưỡi thẳng nữa cơ. Đây gọi là ngồi câu cá để chờ mọc giá tăng thôi chứ còn có cá cần cá đâu mà. Vương ơi thế này thì anh ăn con giải con cá đầu tiên làm sao được? Đánh mỗi nơi không này. May mà còn chưa có lưỡi thẳng này không lại người ta lại bảo là thằng dở hơi. Hả? Anh ngồi nhưng mà nó có ăn đâu mà. Ngồi cả tiếng đồng hồ không có môi thì toàn rắc cám loạn xì ngậu lên thì. Nồi cá cho nó cân cám. Ngâm đến tối. Chỗ này nếu mà hôm nay mà không phải học là cũng cho thằng Nguyên thằng Khang một ổ đấy nhưng mà hôm nay chúng nó học. Có thằng Nguyên nhưng mà nó lại có cái kiểu nó trẻ con cho nên nó không thuận tay phải à. Ông Phương ông ơi thuận tay trái thế nè. Nhiều ông không hiểu gì. Nhiều ông không hiểu gì mà tại sao không mang kích ra đây kích.
Câu cá chê kiểu thế, cái hố mà nó chỉ được mấy gang này này, nó có 6 con cá chê, bảo là đến cuối tuần mà không mưa là cho bọn trẻ con ra đấy ấy. Nhớ mà mang kích ra kích. Ô, à từ đến này à. Dạ là cho ăn. Đấy, cho ăn này không cứ 15 phút cho ăn một lần. Như vậy cho ăn vừa thôi. Không dài nơi. 15 phút cho ăn một lần. 15 30 phút cho ăn một lần. Dụng cụ câu cá là cái này không thích bằng cái vậy giờ. Cái này cứng. À, cái này còn đắt như kiểu cầu lông đấy, như kiểu vật cầu lông rồi đấy. Đi chuyền nắm chỏ lắm. Cái chỗ này này nó phải có cái đồ đàn hồi. Đấy, vậy. Này cho ăn là cá nó no rồi thế nào nó không được. Toàn để cho ăn cá nói rồi. Nhưng mà có phải là tất cả là đeo khuyên hết đâu. Nhưng sáng nay anh Phương được bao nhiêu khuyên? 4 triệu. 4 triệu tiền khuyên á? Nhưng mà ở đây chắc là cũng nhiều người đánh thường hay chứ. Đây hôm nay có 11 người đánh, bây giờ hiện giờ có 11 người đánh khuyên. 23 thì 11 thì 12 người đánh thường. Câu ngày xưa câu cái ao này giả thằng Việt Anh là 50.000 một con, cứ thả xuống 20 giây là nó giật, cứ 10 giây nữa này. Vườn nó vui. Bọn trẻ con. Anh bắt thứ ba thì mấy con. Thôi được 2 con, được 2 con đến ngồi 7 giờ tối anh mới thả. Thế sao với ăn cái giải gì mà được 200? Giải con cá là giải con cá đầu tiên. À. Con cá đầu tiên ai đi. À hôm nay được 2 con cắt móm đấy không? Cắt móm cá thì chín đấy. Chín ngày liên tiếp. Từ hôm gọi là cái hồi khai trương là 9 buổi. Đây đồ dùng có đi câu đây này. Đấy, bao thứ. Mặc cá thở. Bẹ toàn đeo khuyên đỏ chốt thở thôi mà kéo ăn. Nó trườn. Nó kiểu mới nó ra ăn. Khi con cá đi thở khác đi trườn. Nó trườn mà ông nhìn thấy nưng của nó. Thì con đi trườn thì không bao giờ nó ăn. Cá nó phải ùm một phát nó mới là cá đi thở. Phải hiểu cái từ cá thở và cá trườn nó khác nhau. Khi con cá nó thở rồi nó quẫy quẳng phát nó xuống bắt đầu nó phải có tâm nó nổi lên. Thì đấy là con cá nó như là con cá nó đi ăn. Còn cá nó cứ trườn như mặt nước ông nhìn thấy cả lưng nó thì không bao giờ nó ăn những con đấy. Hôm nay lại không có thấy thằng Cường à? Cường nó cũng nghiện rồi mà. Hôm ý, cá nó thở hết cái nửa giờ kia. Nửa tiếng rồi chưa thấy ông nào câu được lên con cá này. Thở phát ăn, cứ con nào thở gần phát. Đây là toàn đi câu cá để ký hợp đồng này. Quá chưa được một tiếng được 2 con. Ai chưa được 1 ca được 2 con. Này mình là mình không vảy được đâu mà. Rồi quen hết. Úi giời. Mình phải xong phát là mình ngồi thở chứ còn câu cái gì nữa.
cái giống này đã 7 phát được thì được, đừng ngay, không thì phải đến 7 phát. 7-5 phát ngồi thở. Một phát là ổ ngay thì vẫn có, nhưng mà có nghĩa là nó không được thì phải 7 phát. Đấy, con đi, con đi 10 mét à? Được ông đồ đánh được hay không? Hả? Dạ quá. Vẩy xong phát ngồi thở đây, như mình là mình vẩy xong phát là mình ngồi thở. Anh cứ bảo à, còn ngưỡng đồ lấy đi nhưng mà thôi đó, chờ tầm vương nó về lấy. Hắn tầm vương nó lấy. Con đi đánh bao cá thì đấy, đây bảo là không về ăn cơm mà đấy, có ai ăn cơm đâu. Trò này y như trò đánh gôn ấy nhỉ. Chơi gôn ấy nhỉ. Câu bằng ốc. Ốc này còn ngậm sâm nữa. Bên này mới là hồ thường, bên này hồ VIP. Này con thằng em nó lại nghiện nghiện rồi. Có triệu chứng nghiện. Mày nói đi, nói đi. Có việc gì? Ngày xưa mà cái trang nó hoạt động tốt mà nó đông là mấy ông chủ hồ là phải trả tiền cho mình đấy. Nhưng dạo này trang nó bình thường. Nói chung là cái tính bao đồng của mình cũng ấy lắm. Biết cái hồ à, câu cái hồ này từ cái thời mà toàn cá chim. Cứ 10 giây thả xuống mà phát là nó cắn. Nó ngay câu khoảng tạ rưỡi. Đợt đi vừa vui câu vui. Chồng hôm nay chồng Phong Ninh à? Phong Ninh. Tí ra ra lại nói Phong Ninh. Cho 2 năm. Sáng nay đánh hồng tơi bời. Mấy hôm nay à, cái thời từ Tết ra là mình chả để ý bán hàng chứ. Hồng sáng nay 2 xe à. Ngồi hôm qua cũng lại 2 xe. Nào có vứt cái này không? Hay là mang về nhà để hôm nào ăn tiêm. Mày đi nhìn gì thế? Cháu nhìn cái gì đâu. Không nhận ra ai. Cái của Trang chẳng nhìn ai. Đũa à? Ừ. Người đẹp của cái này. Cái này là thôi đúng không? Thôi, à đây cái này. Là hỏng rồi. À cái này là bà cầm hết à? Đổ hết vào đây thì cầm. Hả? Mấy hôm này bừa bộn lắm. Ừ, chú trên quán về. Chưa đã xong đâu. Chú chạy về đây tí nhưng chú về chú chở hàng rồi. Về xem... Cái này có uống không? Có đông vui không? Về thì chở hàng xuống còn xếp đấy. Ra xe lấy bao thuốc ạ? Đây thuốc đây. Cho không?